Đang ngồi. Đang ngồi á, rẽ đi. Rẽ nha. Em. Con lấy cái viết nó chọc vô miệng em bây giờ đó. Em ơi. Đừng có đẩy em ra vậy té em. Ừ. Không có đẩy tay em ra vậy, em đang vịn. Con mà đẩy em vậy cái bật ngửa đó. Con bậy rồi. Em đi chứ giờ biết sao vợ. Em muốn la mà. Để em chơi nè. Để em hai học lại nè. Đi 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 qua bò ba đi. Đó bò ra ba đi. Ừ. Đi đi. Ừ. Đi qua ông già đi. Em bỏ nó ra nó bị kẹt nó đâu bò được đâu. Rồi ẵm bỏ ra. Đây. Rồi đó, đi đi. Tụt xuống. Rồi tụt xuống. Rồi tụt xuống. Rồi đi đi. Cũng đâu chịu đi đâu, cũng lại nắm anh hai nữa à. Đâu chịu đi. Đó. Muốn chờ anh hai chơi với em đó nè, chơi em chút với em nè. Chứ nó đâu có chịu đi. Ê, lụm bỏ miệng à. Có một tay à. Một cái tay à, vẽ thêm cái nữa. Con đừng có kiếm chuyện với em nha, em đụng con làm gì vậy? Em nó đụng nó mà làm giống như là cái gì á. Nè em ơi. Nha Quân nè. Nha Quân. Rồi xong giục bỏ luôn. Rồi bò theo đi, lấy đi. Luyện thăm. Mèo gầm. Mèo này đang gầm. Mèo này đang gầm.
Đó. Mèo này đang gầm. Thì đó. Luyện Thanh. Thọ cái giò nó vô đó. Gì? Hồng ba gì? Hồng ba không có. Hồng ba hồng vui vậy. Hồng ba hồng vui nè. Nó chê là nó phun nước miếng à. Dục ha. Em đi ra chỗ anh hai học vẽ kìa. Anh đi dục. Rồi anh hai lại đây. Anh đâu có chịu nó vậy. Nó vậy nó làm bạn này. Nó không có chịu đâu. Lên bàn ngồi ăn đi. Anh hai không thích em hả? Anh phá thích tờ giấy hả? Có thích em không? Có thích không? Không thích thì gửi về cho ngoại nuôi. Trả lời. Quậy quá gửi về cho ngoại nuôi. Em đâu biết gì đâu, em còn nhỏ mà. Anh về cũng ồn mi vậy đó. Anh về cũng mi trang vậy đó. Nhoi á. Ừ. Cho nên bây giờ con thấy em, con em sao là con vậy đó. Hồi xưa con y chang vậy đó. Ừ. Trời ơi. Cho cái bình Yakult uống. Lúc mày chóc rồi khoái. Rồi xoay vô mèo mèo. Rồi còn gì? Ngóc cái đầu ngước chỗ xoay vòng luôn kìa. Ghê chưa? Giỏi không? Đó, ngước cái đầu lên lúc mày chóc. Đổ. Uống đi. Em chọt ba cái lỗ nhỏ cái xong nó chảy ra khuôn kìa đó. Chịu gì đó. Uống đi con. Xoay. Hả? Tới tập đi. Tới tập vẽ đi. Tới tập cho lâu thôi.
Tập đâu? Tập trên lầu đâu có đâu, trên lầu đó có cuốn tập nào đâu. Mẹ đem xuống đây hết rồi. Mấy cuốn đó là hư hết rồi, mấy cuốn đó đâu còn nữa đâu. Mấy cuốn đó đâu còn giấy nữa đâu mà vẽ. Vẽ như này nè, đó có mấy cuốn như này còn lấy vô kìa. Em mới bỏ vô thùng kìa, cái cuốn mày bỏ vô thùng kìa. Đó đúng rồi. Đó, còn mấy trang trống đó, vẽ đi. Trời, bữa nay quay vòng vòng được, ngồi quay vòng vòng nè anh. Nãy giờ ngồi quay vòng vòng được làm hoài luôn nè. Nè, nè, đó. Đó, mới làm được cái làm hoài luôn nè. Mệt rồi, nằm rồi. Nó đâu có kêu đâu mà nó la chứ, nó đâu có kêu. Cái đó là nó la chứ kêu gì. Đây mày coi coi, mày coi chỗ nào nè, uống đi. Uống cho chóc 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 nè. Trà đá nha mọi người, không có đá, trà thôi, nước trà thôi. Rồi hem, ngày hôm nay sẽ ăn hem trứng chiên với bánh mì. Cái loại bánh mì này rất là ngon cả nhà, nó giống như bánh mì Pháp vậy đó, dẻo dẻo mềm mềm nè mọi người thấy không, dẻo dẻo mềm mềm rất là ngon luôn, có độ giòn vừa phải, ngon lắm. Mọi người thấy không, rồi mời cả nhà ăn nha. À, hôm nay ăn như thế này không ăn cơm, dạo này ăn uống kiểu là hạn chế ăn cơm á, cái nó cũng ốm mất mọi người. Chưa rồi, rồi tới giờ đi uống thêm gì rồi. Thêm gì hôm nay đi học, đi học hè cả nhà. Từ lúc mình ăn bánh mì này mình thích nó rồi nè, để trong tủ á nó không có đông cứng rồi, mà khi mà mình bỏ tủ đá cũng được luôn, cái mình nướng lại nó rất là mềm. Nó giống như bánh mì Pháp vậy, thơm thơm sữa bơ. Cái này mà nếu mình chét bơ lên nữa ngon. Có kiểu mình làm bơ mà có pha chút xíu đường chét lên, tại vì trong cái bánh này có vị ngọt ngọt nhẹ. Hem nè, hem mình bữa trước mình mua mình gửi về cho mẹ mình, mẹ nó không biết ăn á, nó chê mặn. Có mặn là để ăn với bánh mì, chạp với bánh mì, tại vì Mỹ họ ăn cái bánh mì nè,
họ chiên lên cái xong cái họ cà cho người họ ăn không à, họ không có nước sốt giống như người Việt của mình. Người Việt của mình á thì cái hêm á là phải làm lạt lạt xong rồi bắt đầu cái họ làm nước sốt họ chan vô chưa không ăn mấy cái này là chỉ ăn mấy mì không gì thì thôi cho nó vừa. Đây là cả nhà muối tiêu. Ừ, thấy không, hủ chà bá luôn. Đây mẹ em làm, mẹ ba lấy muối bọt xong mới rang á. Tại lúc đó em kêu mẹ em là gửi qua là lúc đó em còn đi làm, em không có thời gian em rang. Chứ còn á em không có biết mua muối bọt ở bên đây chỗ nào bán, tại vì mình ăn muối này mình xài muối bọt rang lắm ngon. Chứ mình rang cái muối này mà mình sử dụng muối hột chứ không phải muối bọt. Sử dụng muối bọt đó là nó mặn lắm. Ngon. Lâu lâu thì mặn trứng chiên. Nhiều khi thầy ăn trứng chiên kẹp bánh mì với mọi người. Mà tại vì cái bánh mì này nó không có phải là giống của Việt Nam mình, nó dài dài mà kẹp vô được. Cho nên phải ăn trứng một bên, bánh một bên. Ây da. Công nhận Mỹ nhiều khi họ làm không mặn thì mặn quá trời mặn. Mình không biết cách ăn. Mình không biết cách ăn cái kiểu của họ. Mình cứ ăn cái kiểu của mình, có nhiều khi mình chơi mặn. Cũng giống như Mỹ. Mình cho nó hũ mắm, dễ đổ ra nó ăn. Đảm bảo là nó sẽ chơi mặn. Mà nó chơi dở nữa. Nhưng mà còn cái người của mình nó biết ăn đó. Cái bắt đầu dạo mắm rồi ha, cái mình kho ha, làm bún mắm rồi ha, rồi á còn không á thì hả bỏ lên bắt đầu chân nêm tiêu tỏi đường bột ngọt rồi đúng không, tiêu tỏi đường bột ngọt rồi chân lên. Ừ, chân cũng biết thịt tầm rồi, ăn ngon bá phát ha. Nó là Mỹ nó đâu biết đâu đúng không, cho nên đồ ăn nào nó cũng có một cái ngon khác với nhau hết trơn. Mà quan trọng các bạn biết cách làm hay không, rồi á mình biết cách ăn hay không thôi. Chứ cái món nào cũng có một cái cách chế biến để mà làm cho nó ngon hết trơn á, chỉ do là mình chưa biết thôi, hay là khó hay dễ không biết nữa. Nhưng mà cho cái gì cũng ăn nha, cho cái gì cũng ăn, nấu cái gì em cũng ăn hết trơn, không có chê khen. À, ngon thì ăn nhiều, dở ăn ít vậy thôi, chứ không có bao giờ chê khen. Ừ, nấu cái món đó con không ăn, nấu món kia con không ăn. Ví dụ như là bữa nào kiểu là mệt trong người, nắng nóng hay gì đó nuốt không nổi thì không ăn thôi, chứ không phải là chê. Ví dụ như là có nhiều người mình thấy họ chê ngộ lắm nha. Ừ, món này á không ăn là không bao giờ đụng đũa luôn, không bao giờ ăn luôn. Còn em á là không ăn là do là ngày hôm đó em mệt hay gì đó, hoặc là cái khẩu vị ngày hôm đó em không có ngon cho nên không muốn ăn thôi. Chứ còn ai nấu cái gì cũng ăn hết trơn, em cũng ăn tuốt đuột hết trơn, không có chê khen món gì hết trơn á. Ví dụ như ngon á thì ăn nhiều chút, vậy thôi à. Còn không chê khen ai hết trơn, hay là kén ăn, không có kén, không bao giờ kén ăn. Bây giờ nhưng mà đặc biệt là em không ăn đồ sống, không ăn đồ sống, cái gì cũng chín là được. Chứ ăn đồ sống á, tại em coi mấy cái clip mà bị sáng bị ấu trùng này kia cái nọ sợ lắm, cho nên chỉ ăn đồ chín thôi, không bao giờ dám ăn đồ sống. Ăn đồ sống thấy nó ghê sao, sợ. Với những cái món nào mà dạng mà đừng có quá ghê gớm thôi. Ví dụ như là nguyên con bạch tuộc sống mà bò nhúc rồi. Ôi, không có bằng em đâu. Trời ơi, đồ sống mà không hề có bằng em, thiệt luôn. Dễ ăn nhưng mà không bao giờ ăn đồ sống. Cứ nấu chín lên là muốt tuốt hết trơn, con gì cũng quất hết trơn á. Nhưng mà đừng có để em ăn đồ sống mà. Ừ, ghê lắm, sợ. Ngon cỡ nào ạ? Ngon cỡ nào ngon chứ cũng không ăn đâu, sợ lắm. Rồi ngồi đợi thêm chút xíu nữa là đi rước anh hai.
đấy anh hai là 10:11 nay về nửa tiếng nữa anh hai về tới. Hôm bữa em lên trên mạng em kiếm mua được bộ đồ ngủ này dễ thương ghê cả nhà. Nó làm túi rồi đó nè, dễ thương nha, nẹp rồi nè, 13 đồng, 12-13 đồng cho cái bộ đồ này, quần sọt mà cái em lấy ra em mặc chung với cái quần dài nó cũng ok, nhìn cũng dễ thương cả nhà nha. Bữa nay biết rồi cái web này mua rồi, rẻ, vừa rẻ mà vừa đẹp dễ thương lắm, rẻ tiền. Trời hôm nay tóc em nó nhiều á, em cài cái cạp nè, em cạp không hết tóc luôn trời. Rồi con ăn không? Nè đó, thấy đồ ăn rồi đó, thấy đồ ăn. Bây giờ làm sao đó, xin ăn mày vậy đó. Đó con muốn làm sao, con nói đi. Mâm con nó gồng rồi cô chú, con nó gồng muốn ăn rồi. Con nó la vậy đó, con nói đi. Mâm nói đi rồi mẹ cho. Mâm con đó con nó gồng. Mâm cứ mặt rồi nè, nói đi. Mâm nè. Mâm thôi nè, cho nè, nè cho nè, nè cầm rồi nó ăn đi. Xin ăn mày vậy đó cô chú, mỗi lần mà thấy đồ ăn là vậy đó. Lắc đầu à? Ngon không? Ngon không mà con lắc đầu. Nói cho cô chú nghe coi ngon không. Mầm ăn hem rồi nữa nè, đó ngon không? Mâm đó. Có được cái miếng hem bắt đầu nhai. Mắp anh hai nó ăn hay là em ăn gì cũng vậy, nó thấy đồ ăn lỗ lỗ la vậy cô chú, la đòi ăn, bú no rồi mới ngủ một giấc giờ xẹp cái bụng rồi. Đó có ăn là vui vẻ cô chú thấy không? Đó rồi tay chân múa đó. Cưng quá rồi, đi đón anh này. Hai mẹ con sắp đi lội cùng luôn miếng đó, đuổi đi nó phun luôn miếng kìa, đuổi dám đuổi nó. Anh đó nó mầm kìa. Mầm anh mầm không mầm anh mầm rồi, cái màn trời đi rồi đó. Kình cá nè, kình cá nè. Mày lên ngủ đây, đừng ngủ rồi đó. Lên lầu đây. Đi lên lầu đi. Đi lên lầu để dưới này cho anh hai ngủ. Đừng phức. Dám đuổi người ta hả? Đuổi người ta hả? Rồi đi qua ba đi. Đó, đi qua ba đi. Nắm quần ống kéo xuống. Nắm quần ống kéo xuống. Đó, nó thấy rồi. Cười kìa. Cái gì nó cười kìa đó. Nó cười kìa. Nó nhìn đi nó cười kìa. Nhìn thấy cái điện thoại nó cười. Bò gùn gùn tới liền đó. Không sợ. Đập vô cái đầu cái bóp. Cái bóp liền. Và anh nó thùng cái lưng nó gặm. Nó thùng cái lưng nó gặm. Nó cầm điện thoại nó thùng cái lưng lại. Đó, cười đó, đó. Đập đi, đó. Hôm qua nay nó cầm điện thoại em nó quay bản nó quay hoài luôn, nó bấm bản quay hoài luôn. Nó bấm chính một họ có là không, nó bấm quay phim. Nó cứ bấm
nó bấm quay tắt mà video cỡ một xí cành vậy đó. Quay bún 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 ngồi cong cái lưng nè, cong cái lưng nè, mà sáng giận hả con? Giận quánh tay quá. Giận rồi. Xin sanh viên, sanh viên. Sanh viên ơi, sanh viên ơi, sanh viên giận rồi. Sanh viên trường đại học ơi. Đại học gì? Đại học trồng mầm lá ơi. Dậm theo, dậm theo. Ra đi hút, đi hút, đi hút.